Hãy ní cư chìa tích nít bàm giáng nâng nông ca án đã thuê ở dưỡng trong trăm bàn lõi chư môn. Vì tổ ní cư thuê lao chìa bị xét xùm rạp nẹ đài miên bánh hạ nông ca án sự phơ mình sơ chăm rưu chế tài phân lịch. Vì tổ ní nâng nô nông nọ sái một chù nẹ. One Million Podcast. Chỉ để số premium mình đã sẵn sàng ở nghĩa cho chúng mùi nâng khu nhóm bát cùng dư nâng nông ca mật thi mùi liên podcast episode tì bàm. Đã nâng nông episode tì bàm ní cư dân nâng mô nịnh giấy để tôn chúng mùi nâng bánh hà nông ca án. Đã sao tại nhóm chư tham miên nẹ đại gầm phung tại miên bánh hà nông ca án án hai mình sơ chỉ chăm, án hai mình sơ chỉ dốt, hai bà sân chỉ chăm vĩnh cư chăm bàn tay mùi phát lệ. Chân thay ní cư dân miên tịch nịch bàm giảng đại bàn đọc sông trên PC Pơ How to retain more from the book you read in 5 simple steps. Sự phơi này cứ chỉ sự phơi đại lộ đại mệnh tên nơi ai grab rõ tệ. Hai nơi không sự phơi này nè đi bốn bàn đi dây bạp dương ông bì tích nịch bạm giang đại chui ở nè an sự phơi miên bạp sự tập hiệu chiều muốn chăm bàn lọ chiều muốn dùl bàn lọ chiều muốn hai mình nghe lịch tiệt. Chẳng có mọi khát bê dũ dương một mơ tại tôn chủ mùi nâng tích nịch tí mùi. Tích nịch tí mùi cứ dương trơm dân cô bồng nón chú bạc luôn nó không cả ạ. Nè khá tăng tay này dây tha, anh hơi mình sơ chôl, chăm mình sơ chỉ bán. Nâng cư là sao tại một bì quát, mình sơ chôl à rõm chì muối nâng à vấy đại dân ngập bông tại anh. Là sao tại có một đăng tha, anh hơi dục với tật vừa ấy, hay bà dòi là bao viên nâng cư chì à vầy. Chẳng hãy cứ thua ở dưới khuyên cầm lăng dùm rối nước nông ca an à vầy mùi. Chẳng hãy cứ viên nôm tờ rõ phiếp miên phiếp mua mốt nước nông ca an. Chẳng hãy nước nông ca an à vầy mùi cứ xung khăn bản tên cứ dương trơ đăng thả cô bồng nón nước nông ca an dịp hơn mùi cơ ba nâng rư gõ an à tập bọt à vầy cả đời. Ta dương an nâng cứ an đậm bầy à vầy hai dốc tập pra bà dối à vầy. Nó bây giờ dân mình có một nông chú bác lúa. Chú bác nè, khu bác đã bỏ dân cư mình bán to chốt chú mùi nâng ở vấy để dân an nâng chẳng sử dụng tệ. Đói xa tại khu bác cứ kích thà ở vấy để dân an nâng mình sơ chia sống khăn bởi màn tệ. Chân cư khu bác bán kích thà chân mình chăm bách chăm rồi dạ bê quên của bạn này. Chân cư còn tại chăm một phần thơ bạn hời. Chân hãy tự thua ở dân chắp lịch mình tên. Chân nhóm xông ở ưu tiêu hò mối tại tông nâng chụp đội nâng. Chân biên sơ mình nè, cứ quạt cứ chia sơ vì chia lái. Hai quát cứ chia sơ mà nẹ đai mần sơ chỉ khoa khoai nông ca riêng sổ của màn tệ. Chẳng hãy cứ quát mẹ ca rạ muối, cứ an à vấy con mần sơ chăm đại. Chẳng hãy cứ quát canh tại kịch hạ khôn ai nâng mần chlát chỉ định. Hai nọ bê đai bà lo mà đoan cứ miên chọc khá thật lạ khá lạ. Hai mùa là hai nâng cứ mò bì quát mần ban tăng chất chăm. Đã xa tại quát kịch hạ vì mần sống khẳng. Bần tay đo bê bà lo bạn đục. Cứ cọt bàn đăng luôn tha, bà sân chỉ cọt vào lòng mình chọp tế, cứ cọt và cọt chia mình bàn tờ bàn to cả sạc xa nơi ai phân bình tế. Chẳng hãy cứ cọt kết tha, đo trong chủ nội ní cứ viên bật chia sống khăn mình tên, xong rạp chỉ vượt cọt. Chẳng hãy cứ cọt tờ khất không an ở chạm, tụi bây mình chóng chạm cơ tờ tờ chạm đại. Nó bê nụ hơi, khô khô ba là bỏ dưỡng cứ kết tha, viên cứ chỉ riêng sống khăn, đại tờ tờ vào lòng ở chọp. Chẳng hãy sự phơ đầy dương an cốc sự phơ cứ sự tài miên giả sống khăn nó không cao vào lòng. Chẳng hãy chú bác nà, ca trong trang bọc quát cư vào sao chiêng mụn. Chỉ là tập phó cư có bàn bảo lòng cho bạn đốc đôi ở vầy để quát trong bàn mẹ. Ủa tế hôm mươi ní cư trong đỉ dây bạc dương tha. Mà nụ dương cư khuyên nổ ná kê đài là ngôn rư cò chiêng mà nụ đài ăn ở vầy nụ tế. Mà nụ dương cư cát mò cư sân tài xe mạc ai thà mê nẹ khlác cát mò chú môi năng bảnh nha chí liêu vây lơ phì nẹ đỏ tây bằng tệnh bằng tuổi ấy chân tờ rư gò chlát chiêng chá ơn ấy chân tờ. Bằng tay, xô thà dương ai cài pra vấy ban được ọt. Nó bê để dương cát mò mần sơ chỉ chlát rư gò cát mò riêng miên bảnh nha tạch chiêng kể. Bằng tay dương thua vầy ọt bán tệ. À vầy để dương thua bán cứ ca phạc đô khuôn ánh vì mần nụ mần nẹ đài mần sơ chlát năng bằng tay dương thua chi mần nụ đài không prăng vĩnh. Không bằng ủ xa phía dương vịnh. Nhưng chưa tha, mà nụ dân cứ ai bụi cái bạn đôi đôi khi đang ớ. Còn tại tha, rồi dạp bê này ca bụi cái cứ nẹ khlác. Trời ca rồi dạp bê khlấy nó không ca bụi cái nẹ khlác. Trời ca rồi dạp bê vây nó không ca bụi cái. Vẫn tại bà sân thì dân, mình miên xung bây tay cùng nít. Kích thà trong bụi cái, cứ viên nâng mân bụi cái tay mà đỏ. Chẳng hãy ở vầy vầy cực giá cư à sai tờ lỡ ca không răng bài để bỏ dưỡng mùi chùm này thông phong đại. Ủa tế hoa bà sân chìa nẹ đài miên bạch nhà chí liêu vầy rư gò khô ba chạp trăm ấy chẳng chọc. Bần tay bà sân chìa quát mình chọn trăm rư gò quát mình thua ở vầy xót có quát mân phụ cái đôi đặc niên nâng. Chẳng hãy cư vi à sai tờ lỡ ca thua tự thua ở dưỡng phụ cái. Chẳng hãy tờ lọc vầy nào bê ở an ở vầy mùi chọn trăm bà lỡ cư trơ xạ bà vầy thi này. Tìm mối cứ xoay rô bỏ dối rô bỏ hòa với đầy dân gặp phương tài án nâng ở khớn hay vừa ở dưới cao ả rõm mối đầy kịch hà với đầy dân án nâng sống khẳng chẳng hãy khu bá bà cót chía không bấn trong trăm hời.
ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍មួយទៀតចោះយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងអានសៀវភៅរឿងអានសៀវភៅបន្លំលោកហេតុអ្វីបានជាយើងចងចាំសាច់រឿងតួអង្គនីមួយៗបានច្បាស់ម្ល៉េះនឹងគឺព្រោះតែរឿងបន្លំលោកគឺធ្វើឲ្យយើងកើតអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងអានទៅគឺយើងចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសៀវភៅបន្លំលោកមួយហ្នឹងឬក៏ចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលគេរៀបរាប់ប្រាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់សៀវភៅចំណេះដឹងឬក៏សៀវភៅមុខវិជ្ជាផ្សេងៗច្បាស់ណាស់គឺវាមិនមែនជាសៀវភៅប្រភេទកំសាន្តទេអញ្ចឹងហើយគឺវាមិនសប្បាយដូចទៅនឹងការអានរឿងកំប្លែងឬក៏អានរឿងនិទានឬក៏អានបន្លំលោកទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែបង្កើតអារម្មណ៍ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសៀវភៅដែលយើងអានដោយការបង្កើតសំណួរសួរខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យយើងបញ្ចូលអារម្មណ៍ជាមួយនឹងសៀវភៅមួយក្បាលនោះដូចជាយើងចាប់សំណួរសួរថាតើសៀវភៅនេះគឺជួយអ្វីខ្លះដល់យើងហើយអានទៅបានប្រយោជន៍អ្វីហើយសំខាន់សម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់តិចនិចទី2គឺអ្នកនិពន្ធបានប្រាប់ថាត្រូវគិតថាខ្លួនឯងគឺជាគ្រូដែលត្រូវទៅបង្រៀនអ្នកដទៃវិធីនេះគឺជាវិធីដែលបានផលមួយដែរដោយនៅពេលដែលយើងគិតថាយើងត្រូវយកទៅបង្រៀនអ្នកដទៃគឺយើងតាំងចិត្តនឹងយកចិត្តទុកដាក់ខុសពីធម្មតាដោយសារតែយើងគិតថាយើងត្រូវយកទៅរៀបរាប់ឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់អញ្ចឹងហើយគឺយើងនឹងមិនបណ្ដោយអ្វីដែលយើងមិនយល់ហ្នឹងនៅតែមិនយល់នោះទេដោយយើងនឹងព្យាយាមយល់ពីវាឲ្យបានច្បាស់ដោយការស្រាវជ្រាវឬក៏ធ្វើវិធីសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យយល់បានច្បាស់ដោយសារតែយើងគិតថាបើសិនជាខ្លួនឯងអត់យល់ទេគឺប្រកាសជាមិនអាចទៅបង្រៀនឬក៏ទៅបញ្ចូលអ្នកដទៃបានទេអញ្ចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទដែលយើងកំពុងតែអានហ្នឹងជាពិសេសអញ្ចឹងហើយសម្រាប់តិចនិចទី2នេះគឺជាតិចនិចបែបចិត្តវិទ្យាដែលគេណែនាំឲ្យយើងគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងតែអានហ្នឹងគឺត្រូវយកទៅពន្យល់អ្នកដទៃឬក៏ទៅបង្រៀនអ្នកដទៃនៅថ្ងៃមួយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដល់តិចនិចទី3តិចនិចទី3គឺគេប្រាប់ថានៅពេលដែលអានអ្វីមួយគប្បីគួរ highlight សរសេរកំណត់ចំណាំផ្សេងៗឬក៏គូសវាសផ្សេងៗនៅលើសៀវភៅដែលបានអាននោះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមានអ្នកខ្លះគឺនៅពេលដែលអានសៀវភៅអ្វីមួយគឺស្រឡាញ់សៀវភៅមែនតើគឺខ្លាចសៀវភៅក៏ខ្វក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានជម្រើស2ជម្រើសទី1គឺសៀវភៅក៏ខ្វក់តែយើងយល់ហើយជម្រើសទី2គឺសៀវភៅស្អាតតែយើងមិនសូវយល់អញ្ចឹងតើយកមួយណាអញ្ចឹងហើយគឺអ្នកនិពន្ធបាននិយាយប្រាប់យើងថាសៀវភៅដែលគេធ្វើមកហ្នឹងគឺធ្វើមកសម្រាប់ឲ្យយើងអានអញ្ចឹងហើយភាពកខ្វក់គឺមិនមែនជាបញ្ហាទេហើយនៅពេលដែលយើងអានជួបទៅនឹងឃ្លាអ្វីមួយដែលយើងគិតថាឃ្លានឹងល្អអញ្ចឹងគឺយើងគួរតែយកប៊ិចមក highlight ទុកដើម្បីឲ្យយើងបើកមើលសៀវភៅនឹងម្ដងទៀតគឺយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ highlight ដែលយើងបាន highlight ទុកនឹងថាអូមិនបានយើង highlight អញ្ចឹងក៏យើងអាចឆ្លៀតអាននៅឃ្លាដែលយើង highlight ហ្នឹងគឺជាឃ្លាដែលយើងចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងគឺវាអាចជួយឲ្យយើងហ្នឹងត្រឡប់មកអានឃ្លាដែលយើងគិតថាល្អហ្នឹងម្ដងទៀតនៅពេលដែលអានច្រើនដងទៅគឺវានឹងជួយបង្កើននៅក្នុងការចងចាំហើយហើយឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅពេលដែលយើងអានទៅយើងឃើញថាកន្លែងណាដែលត្រូវរកចំណេះដឹងបន្ថែមពីវាមានន័យថាយើងមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីវាឬក៏កន្លែងណាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីវាបន្ថែមគឺយើងអាចយកក្រដាស់ note ផ្សេងៗយកមកបិទហើយសរសេរបន្ថែមនៅអ្វីដែលយើងបានស្រាវជ្រាវរកបន្ថែមហ្នឹងអញ្ចឹងគឺវានឹងជួយឲ្យយើងកាន់តែយល់ពីចំណុចមួយហ្នឹងកាន់តែល្អជាងមុនមួយកម្រិតទៀតហើយមួយទៀតគឺអ្នកនិពន្ធបានណែនាំឲ្យយើងកត់ត្រានៅចំណុចល្អៗដាក់ចូលទៅក្នុងសៀវភៅមួយសៀវភៅមួយហ្នឹងគឺជាសៀវភៅដែលបណ្ដុំដែលយើងទទួលបានពីការអានសៀវភៅផ្សេងៗហើយគោលបំណងនៅក្នុងការសរសេរកត់ត្រាទុកនៅក្នុងសៀវភៅហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់មើលឡើងវិញនឹងឯងនិយាយរួមទៅគឺគ្មាននរណាដែលអាចចងចាំបាន 100% ទាំងស្រុងទេហើយក៏គ្មាននរណាចាំបានទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីការអានត្រឹមតែមួយដងនោះទេការចងចាំភាគច្រើនគឺបានមកពីការមើលឡើងវិញច្រើនដងចឹងហើយមើលឡើងវិញច្រើនដងទៅយូរទៅគឺចាំបានហើយជារួមមកវិញសម្រាប់តិចនិចទី3នេះគឺកុំខ្លាចសៀវភៅក៏ខ្វក់ឲ្យសោះបើសិនជាត្រូវ note note បើសិនជាត្រូវ highlight គឺត្រូវ highlight ហើយបើសិនជាត្រូវកត់ត្រាគឺត្រូវកត់ត្រាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមាន engagement ឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយសៀវភៅដែលយើងបានអានឲ្យបានច្រើនបំផុតនោះអ្នកនឹងចងចាំបានល្អជាងមុនហើយយល់ជាងមុនជាក់ជាមិនខាតហើយសម្រាប់តិចនិចទី5គឺគេបានប្រាប់ថាត្រូវចេះស្រមើស្រមៃគូសវាសរូបភាពនៅក្នុងការគិតរបស់យើងដោយសារតែសិភើចំណេះដឹងភាគច្រើនគឺវាមានអក្សរច្រើនវាមិនសូវជាមានរូបអីច្រើនប្រមាណទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងប្រកាសជាគិតថាវាមិនសូវជាល្អមើលដូចជាសិភើកំសាន្តដូចជាសិភើរឿងនិទានរឿងកំប្លែងឬក៏បន្លំលោកនោះទេដូចនេះវាពិតជាពិបាកនៅក្នុងការចាំរឿងរ៉ាវដែលគេបានសរសេររៀបរាប់ប្រាប់យើងមែនតើដូចជារូបមន្តឬក៏ចំណេះដឹងដែលយើងត្រូវការចងចាំអីជាដាក់អញ្ចឹងហើយវិធីដែលគេណែនាំគឺគេណែនាំឲ្យយើងចេះស្រមើស្រមៃសាកគិតរូបភាពនៅក្នុងការគិតរបស់លោកអ្នកហើយចងចាំវាជាលក្ខណៈរូបភាពការស្រមើស្រមៃគឺជាការស្រមើស្រមៃបែបគូសវាសរូបរាង pattern ផ្សេងៗឧទាហរណ៍ថាយើងស្រមើស្រមៃទៅថាវាមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចឬក៏ស្ថានភាពឬក៏ស្ថានភាពរបស់វាយ៉ាងម៉េចខ្លះ
phải từ lời ca an là bỏ dương nâng. Vậy tới cứ vừa ở sai từ lời ca sở mạng sở mạng dương sở mạng sở mạng mấy cứ sạch lời dương nâng cứ chỉ ca vô là bỏ dương và tốt bị ban án à tập bót rưu cầu sự phân mùi nụ chẳng cứ ở miền khó ở miền trời tị à bây giờ dùm khánh cứ kê cho ngồi dương trong chăm chỉ lạc nạ rút hiệp đó sao tại bà sân thì dương trong chăm chỉ lạc nạ xó cứ vừa miền trả ấn chẳng hãy cứ vừa bị bạ chạm tại bà sân thì dương trong chăm chỉ rút hiệp cứ dương à do rút hiệp nâng do một ạ thạ thị bái chỉ ạ xó làng bình cứ vừa miền hiệp nghe sử dụng chuyện chẳng nhung xong ở tìa hò muối ở tìa hò thải dương an diệp hứ tịnh lịch nị giấy chỉ xa thiệt nạ chẳng cứ dân tự chế sở mạng sở mạng tha tình lập hiệu nộp bê để dân bà tích nịch dạng nốt nơi chống buông một xa thiệt nạ chôn nâng viết cua tại bạp nạ khá lạc vì thi ní cứ chia vị thi đại nẹ phù cái trong trăm rương rào xem xây nâng cứ nai nôm ở dân thư vở đòi ca trong trăm chỉ rụp hiếp ai từ lỡ ca sở mạng đã bỏ dân phụ tỏa. Ok, chẳng nhân chôn đó tích nịch tì pram hơi tích nịch tì pram cứ an hơi tự do chùm đại đơn tàng nốt tự pra phim phim bà sân thì dân đăng hài tay mình thuơ cứ sma nâng mình ban đăng đỏ đài nó bây đây dân tụ ba chùm đại đăng ở bảy muối cứ dân mà đăng tha chùm đại đăng muối nốt cứ trơ được ở kho tệ rồi còn dân mà đăng tha vậy đây dân ban an mau nâng cứ việc bất chìa trâm trơ rồi còn ai ăn ở vót ban chẹt đáy đặt nông sản công tệ chẳng hãy cứ đập bay đăng thà việc trơ cứ còn mình trơ cứ miên tại do từ xã phải bà sân chỉ việc ban phó cứ bà cọt nát à vậy đại kia từ xe mà nó cứ việc trở vận tải bà sân chỉ mình ban phó dương trở kịch thà ta viên mình cần lãnh khó chỉ còn trong nè rư môi cỏ dương anh ở quạt tam kia mình trở muôn lần son để than thá chồng đại đăng đại kia ban phạm mau nó cứ việc khó nộp bê khác cứ ăn tập bọn nó mình ban khó tệ vận tải à vậy đại khó cứ dương vô từ anh ở quạt khó chẳng hãy cứ dương trở bây giờ nà sân thà ta dương ban anh ở quạt khó chỉ còn rư cọt muôn lần son để than thá à vậy đại kia từ xe mà nó cứ khó vận tải từ lọ mà vinh mình bán số tài sự hơi đang ó rồi có ăn từ nấy rồi có với xem xin để kia từ xem mà nó không sự hơi mùi nắng cứ số tài trâu đang ó tệ chắc là phải để dưỡng ban vô chúng ta đang để dưỡng được tại ban an nắng một an được vật tốt cứ dưỡng đừng chọn chấm đòi anh hơi hơi chăm ban du tiệt là sao tài viết lên chỉ ca sở mà sở máy tiệt hơi cứ dưỡng miên rụp hiếp nó với để dưỡng ban phơi tốt tại mặt đó vị thi xa này cứ chia vị thi xa input đằng output nó phải để dân tụ ban tên ở đây ở vậy mùi hái ảnh nắng cứ cái hai thả input chẳng hái đọc bay bằng ca chỉ là tập hóa cứ dân tựa bằng ca output đằng ảnh. Ok, chẳng này cứ chia technique trong trong ca an pram giang để nhóm ban đọc trong trình phí dịp hơn how to retain more from the book you read in 5 simple steps hay nhóm chọn đăng bản tên thả ta technique chẳng pram nắng ta technique mùi ná để nẹ kích thả vía ai ban pause sở rập nẹ chẳng complete comment vì ca vô khởi được bọn đọc ọc nế nâng hẳn cao phòng hay nhóm dừng khâm thả lộ nẹ và có chia tờ tuôn ban nơi ca bóng phó khổng nâng ở quay mà giáng vì podcast episode mùi nì hay bà sân chưa cho chất podcast áp vọt luôn bài này có cùng phần lệch chọn like nâng subscribe đồng bây tạm đăng video chưa bằng to và tọa tiền hay bà sân chưa chọn khơi video đồng bó dân phim phim bằng tọa vì dân upload có cùng phần lệch chọn đạc sở nhà cần đăng phòng hay dân bật chìa miên kết tử dụng mình tên để nẹ chơi rớt một áp vọt luôn chỉ mùi nâng dường hay sẽ đọc ngay ní, nhóm bạn cùng dũ, cứ xong cổ rộp lia trong bản sân, hay complete một áp vọt chúng đã đăng chú mối khí nếu podcast episode cao tiết. Xong ọc côn, xong chúng rộp lia. One Million Podcast.